Của nhà hôm nay thì con cá tiếp nha. Quá im. Cả nhà nhớ đón xem kết quả nha. Ba con cỡ rồi cả nhà. Trong show. Trong show ba con cỡ. Thì gỡ nha. Thầy trường quá im. Dục xuống là đớp, dục xuống đớp. Ba con đảo này hai lạng quá im cả nhà. Cặp nữa cả nhà, vừa xuống là lên cặp luôn. Ngay cái lỗ này là ngay cái điểm cá ăn hay sao? Quýnh cá lên cặp, quýnh cá lên cặp. À, cả nhà thấy im không? Nó quýnh ngay chỗ gần gần cây tre đó cả nhà. Quýnh cá lên cặp, cặp cặp không? Cá đều đều cỡ một lứa mà không biết cá bự đâu nữa cả nhà. Thôi điện gỡ ra nha. Cả nhà, mới lên nữa, lên hai con nữa mới gỡ một con cả nhà. Tét mỏ là hiện tại xuống hiện gỡ luôn. Tự nhảy vụt luôn cả nhà nó. Đây cả nhà, cái cốc phá mồi nãy giờ cả nhà, hai cục mới dính được nó. Kêu cốc 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 hiện gỡ ăn sâu quá. Tới mùa diều rồi cả hà, có người thả diều rồi. Nhà hôm qua mới lên cá chừng 2 ký mấy nha. Bữa nay nó dăng một tà lưới, hai tà lưới, ba tà lưới, bốn tà lưới luôn cả nhà. Rồi cá hết hết dám ra luôn. Chỗ mấy cái chai nó nổi đó cả nhà. Để thiện phóng gần lại cho cả nhà xem. Nó đơn giản cả nhà thấy ba tay phải không? Còn trong lưới tay nữa. Để cho đây cho cả nhà thấy nè, nó vậy dễ dòm. Đó, vậy đó cả nhà, ở đây dính cá là vậy á. Dành ăn quá trời luôn cả nhà. Cả nhà. Đường phương kêu keng 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 luôn cả nhà. Đó đó cả nhà thấy không? Nghe cả nhà, vừa sụp tối 6 giờ mấy, quá im. Con này chắc là ăn gử. Đó, thôi thiện gỡ nha. Không có lúc quay mà cả nhà giật được cả nhà, tại đứng ở trên cái rãnh này nè, đâu có làm cái cò được để cho cả nhà xem. Cả nhà, con này bự hơn con trong đây. Đó cả nhà, quá im nha. Để thiện gỡ rồi thiện săn gần xíu nữa coi còn cá bự nữa không cả nhà. Luôn quá. Rồi quấn từ từ vô. Rồi đi qua, qua đây. Rồi quấn lên. À có mấy con cầm quay lên bắt cho. Trời ơi, cầm kỳ vậy. Đây cả nhà. Con này 2 kg á. Đó giờ nãy chịu ăn rồi nè cả nhà. Ôi trời, có bàn tay vậy. 1 ml. Trời ơi, kêu để quay quay đã đời nó thoát ra nào không hay luôn. Trời ơi, hai con mini đó về ngủ luôn. Quá im cả nhà. Gỡ đi em. Trời ơi, chạy diều vô với mệt dữ vậy. Giật cái cấm động luôn rồi. Giật ghê thiệt. Con này nó mập. Ê, không được đâu, đạp đu lại. À, thọt tay vô cầm chắc nha. Nguy hiểm lắm đó nha. Thầy kiếm cái cây á, em kiếm cái cây em chọt vô. Còn cầm miếng chán không? Này có 2 kg luôn. Trời ơi, kêu nó quay khúc bắt đã đời, thiện dở tỉnh lên tiện cách tỉnh dây luôn. Mà nó không quay, nó bấm thoát ra cả nhà. Buồn đệ thiệt chứ. Nó cả nhà thấy con cá không? Cả nhà thấy không?
ký mấy 2 ký rồi không cả nhà, có hơn đó nha, tại con này nó uống cả nhà, bự hơn bàn tay của Thiện. Con này chắc độ là trên ký 8, ký 6 đến ký 8 này cả nhà. Quá phê, lâu lâu dính lại con cảm giác ghê cả nhà. Thấy vậy chứ nó bự lắm, tại Thiện đón thôi nha. À, anh em câu à. Quá im. Nhà lên tiếp cả nhà. À, chừng 2 lạng à. Cái dầu bự chơi đè cái dầu con anh đứt bóng hết trơn. À, quá im cả nhà. À, Thiện gỡ tiếp này, săn tiếp, săn thêm con nữa, nó ở cặp mà. Anh đã làm cái mất tiêu con cá rồi. Rồi giống như mình mất tiêu luôn thiệt nha. Từ từ ra nó lên đó. Trời cá bự dữ hả? Rồi. Trời ơi cá chốt. Không vậy là mừng rồi đó. Rồi. Vậy rồi, nó phải cái chốt. Trời ơi nó móc cái bụng, giật lên móc dính nó bụng. Vậy là mừng rồi đó cha. Kệ vậy là mừng rồi đó, có cá ăn nè. Quá à, đỉnh luôn. Sao kéo không lên con cá mà lên tới đây mới có con cá chạy. Trời ơi dính nhẹ quá, cá này bự quá. Cái gì mình luôn vậy? Mới phim luôn. Giữ vậy lên lên hàng à. Cá quá khủng. Cá chiều cốc 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 luôn. Cá này xương không à? Không biết bự không nghe. Đây luôn vậy. Thẳng dây luôn vậy. Không mấy cầm đèn không đổi đâu, mất tiêu rồi nha. Đây nè, đây nè, chưa chưa. Đó. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Thôi tắt luôn đi em lại ơi. Quá khủng con cá. Cái bụng quá cho cái bụng. Gỡ vô thao luôn đi. Em gỡ cái hàng vô chứ nè. Hiện tổng kết luôn cả nhà ơi. Được mớ cá vô con với con cá chúa. Lên con cá cha hay cá mẹ về đó, chắc cá cha. Còn cá mẹ nữa cả nhà. Đó. Giờ hết mồi rồi, về đi mai câu tiếp cả nhà ơi. Cả nhà nhớ đăng ký kênh theo dõi những video sau Thiện ra tiếp nha cả nhà. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Nhà ơi. Sao anh Huy? Từ từ nghe, vô tới lục bình kéo từ nha. Rồi, cha cha kiểu đó chạy kiểu cha rồi. Nó vô tới là thấy không? Từ từ anh Huy ơi, từ từ anh Huy ơi. Kéo nhẹ nhẹ nương nương nó thôi. Rồi, để cho nó vô từ từ cái. Cha cha. Bự rồi, con này chắc có 2 ký được. Kéo vô từ từ thôi, coi cứ vậy đi, nhích 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 nhẹ nhẹ vô. Mới vừa nói luôn á. Rồi con này bự rồi. Cha đường nào khoảng nữa, không đường nào khoảng nha. Cha thấy không? Còn ký à. Ký à. Đó đó, thấy cái lưng không? Từ từ. Từ. Được được đây em bắt cho. Ờ à, được lên dở lên luôn. Có nhớt rồi. Quá hay, mới nói không rồi lên con. Ờ à, con này ký gửi anh Quy ơi. Được chú. À. Quá khuê. Lên đúng rồi. Thôi lên hàng nữa rồi, vậy là im rồi đó. Sát vô. Con này nó mập. Được. Con này ký gửi là bình thường. Cuối cùng. Cuối cùng cũng lên hả? Không giờ, không giờ giờ này nó ăn rồi đó chứ. Quá im. Vô lúc mắt luôn hết sảy rồi. Hợp lệ nha. Rồi, cho mày nằm đó đi. Nằm đó đi cho khỏe hả? Quá hay. Cái con ốc dặn vô á cho nên đâu. À nó bị bể cái con ấy phải không? Con này chắc hàng năm quá. Ừ? Con này chắc hàng năm quá. Năm gì? Năm ký. Dữ vậy sao? Để ngảnh sát vô nha. Đó đó. Đó vậy đó. Chạy mày chạy xuống má chạy. Đập dữ à. Quá hay. Thì ra là mày hả?
Đó. Có gì vậy? Cái gô gì trời. Không phải, cái chôi. Chôi điên. Trời ơi, giờ này mà còn chôi điên nữa. Trời ơi. Chôi điên. Má không hợp lại luôn. Móc dưới móc lên hả? Để rồi. Thả ngược về hồ rồi. Bây giờ sao còn chôi điên nữa ta? Hay như vậy? Chúng... Gác là nóng lửa luôn. Trời ơi, coi móc nè. Móc kiểu đó, xém ruột à. Kệ vậy, im rồi. Lạng. Không biết tới không nữa. Lục bình quá trời luôn. Giờ câu đại sát mé dính cái nhỏ luôn. Ê, thiền gỡ cái nhà. Cái nhà. Lại bỏ ra đây Vũng Thao nè em. Gình nó nãy giờ luôn. Hai bé cả nhà. Rồi gỡ đi em. Ghĩa quá trời, anh ghĩa luôn. Hết cục mồi luôn, ăn cái bụng quá trời cái bụng. Con này chắc được lặn gữ. Ơ con này không có cái kỳ trên. Con này là biết sao nó không có kỳ trên không? Tại vì ta, hồi đó người ta mặn nó, ta chặt cái kỳ trên này với cái chị ngang nè. Hai kỳ luôn, nó không có hai kỳ luôn, cái ngạnh với cái lưng luôn. Có một bên một hả? Ờ, nó có một bên một hả? Đó ta mặn, ta chặt á. Sảy. Cái ta sảy, nó chơi chứ nó có tật thôi. Cái chừng lử á nha. Đó. Bự hơn con thiện đừng xíu. À, anh em quýnh tiếp cả nhà. Xíu đợi ông anh đang chạy vô nữa. Đó. Chết cha con. Kéo vô, kéo từ vô. Sao kéo ngay bực bình bự. Ờ kéo từ từ vô. Kéo từ từ vô đi, quấn tiếp mà kéo từ từ vô. Quýnh trên quý. Cá nhỏ xíu à. Cái cốc hiên cái vỗ. Cá đâu? Sảy luôn chưa? Ờ còn kìa. Cái cha con. Trời ơi, cá nhưng cái chốt à. Chứ móc cái lưng nhỏ. Cái mỏ rồi móc không cái lưng nữa. Quá đỉnh. Ờ quýnh anh quý. Nè. Thẳng ra. Ngày miếng lưới hay qua vậy? Con nào cũng nấy ú quay ha. Con nào cũng nấy cái ký gửi cái trời. Ký gửi còn phải nuôi thêm năm gửi. Đấy, thêm năm gửi nữa.